một hình ảnh vô cùng đầy ý nghĩa và vô cùng khủng khiếp mà đồng bào tất cả nhân loại cần phải biết. Vì năm tới đây, năm 2013 này là năm tỵ, tức là năm con rắn. Và con quỷ mãng xà rắn độc Satan đã hiện ra trên nền trời, cảnh báo cho tất cả nhân loại là quỷ Satan đã xuất hiện đầy dẫy khắp nơi, khắp mọi nơi. Đồng bào chuẩn bị tinh thần, xem xét hình ảnh vô cùng vĩ đại đặc biệt mà cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho hiện ra để cảnh báo và cảnh cáo tất cả nhân loại là hãy mau mau sám hối gấp, trở về cùng Thiên Chúa Giê-xu. Bằng ngược lại, những kẻ cố chấp kiêu ngạo, khinh thường Thiên Chúa Giê-xu thì những kẻ đó chắc chắn sẽ bị quỷ Sa-tăng bắt nổi trong năm nay, và sẽ bị chúng nó bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Đây hình ảnh quỷ mãng xà hiện ra trên mây. Đồng bào phải chuẩn bị tinh thần. Tôi sẽ đi vào chi tiết cho đồng bào được rõ. Đây, quỷ mãng xà, thiên thần Lucifer phạm tội kiêu ngạo, hung dữ ác độc, đã bị cha trời Thượng Đế Toàn Năng đuổi ra khỏi thiên đàng, chúng xa xuống quả địa cầu với dạng hình con rắn quỷ mãng xà vô cùng khủng khiếp. Đồng bào thấy không? Mình mẩy nó đây. Và khi chúng nó xuống đến quả địa cầu, chúng nó biến ra hình quỷ Satan, và đầu thằng quỷ Satan nó đây, đầu lâu nó đây, mắt mũi nó miệng nó đây, một con rắn miệng nó đây, là cái đầu thằng quỷ Satan nó đây, và cái mình của nó nơi đây, đứng sau lưng tôi trong lúc tôi đang ôm ảnh tượng thánh giá cầu nguyện. Mà tôi là người thường thì có nghĩa rằng là quỷ Satan luôn luôn lúc nào cũng ở xung quanh người thường. Bởi vì đồng bào là người thường cũng giống như tôi, thì quỷ Satan lúc nào cũng ám ảnh và giăng bẫy để bắt linh hồn chúng ta, đời sống chúng ta, làm nô lệ cho chúng. Vì thế đây là hình ảnh cảnh báo và cảnh cáo vô cùng khủng khiếp mà chúng ta cần phải học hỏi để tránh xa bọn quỷ Satan. Chúng ta phải tránh xa bằng mọi cách, phải cậy trông vào Thiên Chúa Giê-xu thì mới có thể khỏi bị chúng bắt làm nô lệ hàng ngàn năm. Tôi nhấn mạnh cho đó, chúng ta chỉ có một đường duy nhất là phải cậy trông vào hồng ân của Thiên Chúa Giê-xu để khỏi bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm. Đồng bào hãy coi hình ảnh này mà học hỏi rồi quyết định gấp. Ở đây tôi không nói chuyện về tôn giáo, vì tôi là Y Liền Sư, tức là Phật sống của Càn Khôn. Thành ra cha trời Thượng Đế Toàn Năng đã dùng tôi để nhắc nhở cho tất cả những tôn giáo làm lành lánh dữ là hãy ý thức, hãy cùng nhau làm việc của mình, nhắc nhở cho tín đồ của mình về hồng ân của Thiên Chúa Giê-xu cứu rỗi cho tất cả nhân loại chúng ta. Và chỉ có Thiên Chúa Giê-xu mới có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời kiếp kiếp, và chỉ có Thiên Chúa Giê-xu mới có thể cứu chúng ta khỏi bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ hàng ngàn năm. Nhớ điều đó, tất cả những tôn giáo làm lành lánh dữ hãy nhớ những gì mà tôi vừa trình bày. Ở đây không có vu vơ mù mờ gì cả, mà đây là sấm lệnh của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi nhắc nhở cho tất cả nhân loại được biết. Hãy sám hối gấp, cậy trông vào Thiên Chúa Giê-xu, học hỏi những điều chỉ dạy của Ngài và thực thi những điều chỉ dạy của Ngài thì được cứu rỗi. Bằng ngược lại, những ai khinh thường Ngài và khinh thường những lời chỉ dạy của Ngài thì chắc chắn những kẻ đó sẽ bị quỷ Sa-tăn bắt làm nô lệ hàng ngàn năm, vô cùng khủng khiếp. Và đây hình ảnh này đã chứng minh. Đồng bào thấy rõ chưa? Thấy quỷ Sa-tăn hiện ra khủng khiếp chưa? Và đây tôi nghiêng về hướng này, đồng bào thấy khuôn mặt Chúa Giê-xu nơi đây. Và đây hình ảnh tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào nhận diện chi tiết. Còn đây là hình ảnh màu gốc thì như thế này. Đồng bào coi đi,
đây là màu gốc nè, đây là hình ảnh màu gốc. Còn màu vẫn thấy rõ, thấy không, thấy quỷ gia tăng hình con rắn mãng xà vô cùng khủng khiếp. Và khuôn mặt Chúa Giêsu nơi đây, thấy rõ chưa? Còn tôi thì nơi đây đang ôm ảnh tượng thánh giá cầu nguyện. Và ảnh tượng thánh giá tôi ôm cầu nguyện là ảnh tượng thánh giá này vô cùng linh thiêng. Đồng bào hãy để ý, còn đây là hình ảnh sư tử rồng. Sư tử này trong sách Khải Huyền có nói 7 đầu 7 mắt, sư tử này sẽ tiêu diệt quỷ sa tăng, sư tử này sẽ tiêu diệt quỷ rau xanh, và sư tử này sẽ tiêu diệt những kẻ hung dữ ác độc, tham sân si, ham mê dục vọng vật chất, danh vọng ảo quyền thế gian xảo, rồi giết chóc anh em đồng loại nó. Thì tất cả những kẻ đó sẽ bị sư tử rồng, sư tử này tiêu diệt và bắt chúng nó nhốt chung với quỷ sa tăng và nhốt chung với quỷ rau xanh. Nhớ điều đó. Đây là màu gốc tôi chụp được ngày 29 tháng 8 năm 2010, tức là đúng một năm sau, sau khi khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên mây. Và đây là hình ảnh tôi làm đậm hơn để cho đồng bào nhận diện cho rõ phần nào. Và kính thưa đồng bào thân mến, đây là ảnh tượng Thiên Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh để chuộc tội cho tất cả nhân loại, ngõ hầu cho bất cứ ai tin tưởng và cậy trông vào Ngài với tinh thần thật sự sám hối thì sẽ được Ngài cứu rỗi và ban cho sự sống đời đời. Đồng bào để ý nét mặt này, khuôn mặt này là hình ảnh này đây. Hình ảnh khuôn mặt này chính là nét mặt Thiên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thánh giá để chuộc tội cho tất cả nhân loại. Và tôi vô cùng may mắn được ôm ảnh tượng thánh giá này cầu nguyện, và có rất nhiều phép lạ đã xảy ra trong lúc tôi cùng đồng bào cầu nguyện trong vòng hơn 3 năm vừa qua, kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2009 cho đến ngày hôm nay là ngày 5 tây tháng 1 năm 2013. Kính thưa đồng bào thân mến, hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu đây, hình ảnh ảnh tượng thánh giá này, khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu là hình ảnh này đây, thưa đồng bào thân mến, đã hiện ra trên nền trời trong lúc tôi cầu nguyện. Và đây là hình tôi làm đậm hơn để cho đồng bào có thể coi chi tiết rõ hơn. Và đây là hình ảnh màu gốc. Và đây là hình ảnh tôi làm đậm hơn. Đây là màu gốc. Đồng bào hãy nhìn cho rõ, nhận diện, học hỏi, rồi mau mau đáp lại lời mời gọi của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng là cùng tôi làm việc chuông gọi hồn trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và đồng thời làm việc Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và nước Việt gấp, chớ chậm trễ. Đó, đồng bào thấy không? Không ai phụ tôi hết. Đây nè, hình ảnh màu gốc đây, mặt Chúa Giêsu đây hiện ra trong lúc tôi cầu nguyện. Rồi hình ảnh những khuôn mặt anh hùng chiến sĩ đã hiện ra nơi đó, tôi đã chụp được cùng đồng bào. Đồng bào thấy rõ chưa? Và đây là hình ảnh tôi ôm ảnh tượng thánh giá linh thiêng cầu nguyện vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Đồng bào coi cho kỹ, đây là màu gốc. Tôi ôm ảnh tượng thánh giá này cầu nguyện ngày 29 tháng 8 năm 2009 cùng đồng bào ở tại Boza. Đồng bào để ý khuôn mặt này. Và đây, khi tôi chuyển hình về hướng này thì đồng bào thấy gì?
Đồng bào thấy khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu ở đây, khuôn mặt này tức là khuôn mặt này. Đồng bào có thấy rõ chưa? Đó, rõ ràng, rất rõ ràng. Đây, mặt Chúa Giêsu đây. Rất rõ ràng. Mặt Chúa Giêsu đây. Mặt Chúa Giêsu nữa đây. Và trong hình ảnh này có một điềm báo vô cùng khủng khiếp đồng bào cần được biết, đó là hình ảnh mặt trời sẽ nổ, nổ lớn một lần nữa. Đây, mặt trời đây sẽ nổ. Và đồng thời hình ảnh này còn nói lên lời giao ước của Thượng Đế sẽ cứu rỗi nhân loại. Và đồng thời hình ảnh này nói lên là sẽ có một vụ nổ lớn. Và lúc đó sức nóng của mặt trời sẽ tấn công vào quả địa cầu. Lúc đó earthquake, động đất, tsunami, nước biển dâng cao tới mây, và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng. Nhớ cho rõ, chúng ta không biết ngày nào sẽ xảy ra, nhưng mà việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Và đồng thời tôi cần cho đồng bào biết hình ảnh này vô cùng đặc biệt, đi chung với những hình ảnh mà Cha Trời đã cho hiện ra. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã cho hiện ra một hình ảnh này vô cùng khủng khiếp mà nhân loại cần phải biết để học hỏi. Đó là hình ảnh tsunami, động đất, quỷ sa tăng hiện ra vô cùng khủng khiếp. Đây, đồng bào, hãy coi cho rõ. Đồng bào, để ý cho rõ trong hình ảnh này. Chúng ta thấy phía trên này có hai con mắt ở đây. Đây là ông rồng. Ông rồng, đây là rồng, ông rồng, ông bà tổ tiên chúng ta. Và tôi đang làm việc dùng quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng nhắc nhở đồng bào, nhân loại hãy cùng nhau dùng quyền năng của Thiên Chúa Giêsu để đuổi bọn quỷ dữ này đi chỗ khác.